Cô còn có người nữa không? Chắc cô không ngờ tôi lắp camera trong cái nhà này để theo dõi cô đâu nhỉ? Cô hơi bị coi thường bà già quá rồi đấy. Em thấy trong người thế nào rồi? Lúc nãy có người gọi cho anh mà em bị ngất ở giữa đường. May là anh tìm thấy chìa khóa trong túi sách của em nên là anh tiện đêm về nhà luôn. Chắc là họ gọi theo số điện thoại mới liên lạc. Em không sao đâu, phiền anh quá. Chuyện nhỏ mà, anh là sếp thì cái chuyện quan tâm nhân viên của mình cũng là chuyện nên làm thôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Anh xin lỗi. Em nằm nghỉ đi nhá, anh ra nghe điện thoại một lát. Em chưa khỏe đâu, em nào xuống nghỉ đi. Em thấy đỡ nhiều rồi, đứng dậy đi lại cho khỏe. Chứ em ở có một mình, cứ nằm mãi không dậy được thì nguy mất. À, anh uống nước đi. À, thôi anh cảm ơn, anh phải đi có việc bây giờ rồi. Hả, em nào nghỉ đi. Thì anh cứ uống ngụm nước đã. Chẳng nhẽ khách đến nhà mà em lại không mời anh được cốc nước à? Uống đi. Ngại quá. Chị Linh mà biết anh đến nhà em như thế này, không biết là chị có hiểu lầm gì không. Em đừng có lo, vợ anh không hay suy nghĩ linh tinh đâu. Hả? Vâng ạ. Thế thôi anh đi nhá. Cháu biết mọi chuyện thành ra như thế này không ai mong muốn cả. Dù sao thì đây cũng là lỗi do cháu. Nhưng mà đứa bé không có tội, dù sao thì nó cũng là cốt nhục của anh Việt. Thế nên là cháu xin bác, em xin anh chị hãy cho em một cơ hội ạ. Thôi được rồi, mọi chuyện đã như thế này thì tôi biết làm thế nào nữa. Mai cô dọn đồ đến đây ở đi, để tôi tiện chăm sóc cháu nội tôi nhá. Còn khi nào cô sinh nở ra rồi thì mọi chuyện tính tiếp. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như thế ạ? Thế còn con, con là cái gì ở trong cái nhà này? Đằng nào, bao nhiêu lâu nay cô có sinh được thằng cháu nội cho tôi đâu, đúng không nào? Nếu mà cô cảm thấy chướng mắt quá ấy, thì dọn đồ về bên ngoài ở đi. Tôi cũng không có ý kiến gì đâu nhá. Ok, Linh. Mẹ cứ để đấy, lát nguội bớt rồi con uống. Mà sao giờ này rồi anh Việt vẫn chưa về nhỉ? Anh không hỏi han gì con à? Anh làm bố mà vô tâm như thế, con nó tủi thân lắm đấy. Anh xem mẹ tốt với em chưa này? Mẹ vừa pha sữa cho em uống đấy. Đúng là cháu nội của bà có khác, bà chăm sóc cho đến tận chân răng kẽ tóc luôn. Ơ kìa mẹ. Mẹ làm cái gì đấy ạ? Có chuyện gì đấy ạ? Đây, con xem đi. Anh yên tâm, em đã lên kế hoạch cả rồi. Em biết con mụ già chỉ miễn cưỡng chăm sóc em thôi,
chứ vẫn chưa tin đứa bé là cháu Mụ đâu. Cho nên lần này em phải ra tay trước để Mụ không động được đến hai mẹ con em. Làm thế nào á? Thủ đoạn của em thâm sâu thế nào em còn lạ gì? Em lén trộn thuốc nội tiết vào hộp sữa bầu Mụ gái pha cho em uống. Đến lúc đấy đau bụng vào bệnh viện khám, bác sĩ xét nghiệm ra, em sẽ đổ sống cho Mụ muốn hại chết con em. Đến lúc đấy xem lão Việt còn để cho Mụ ấy le ve trước mặt em nữa không. Có một tí nó chả chết được đâu. Với lại, để đạt được mục đích lớn, hy sinh nó em cũng không ngại. Cụ có con người nữa không? Sao? Sao lại có chuyện này ạ? Anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện rõ như ban ngày như thế, cô còn chối à? Chắc cô không ngờ tôi lắp camera ở trong cái nhà này để theo dõi cô đâu nhỉ? Cô hơi bị coi thường bà già này quá rồi đấy. Bà đúng là cái đồ kháo giả. Ngay từ đầu ấy, tôi đã sớm biết cô lợi dụng con trai tôi rồi. Nhưng tôi cố tình để xem cô bày trò gì tiếp. Nhưng tôi không ngờ cô là loại đàn bà vô nhân tính, dám đem mạng sống đứa con đẻ của mình ra để đạt được mục đích. Thật là tồi tệ. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Mọi chuyện là như thế, con xin lỗi vì đã hiểu nhầm mẹ ạ. Mẹ mới phải xin lỗi con vì không nói rõ với con ngay từ đầu. Nhưng mà mẹ muốn cho con về bên ngoại nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian. Mẹ, à, con thấy mẹ hay bị mất ngủ về đau chân nên con có quà cho mẹ đây. Thế hả con? Đây, đây là viên uống ngủ ngon GABA. Cái này sẽ giúp mẹ ngủ ngon và có tác dụng an thần, giảm mệt mỏi. Đợt trước con hay thấy mẹ bị mất ngủ lắm, mẹ uống cái này sẽ ngủ ngon và ngủ sâu giấc hơn đấy ạ. Đặc biệt là sẽ không bị mệt mỏi khi mà thức dậy nữa. Còn đây, đây là viên uống Gosamin, có các dưỡng chất để nuôi dưỡng sụn khớp, là giúp tái tạo sụn khớp, hay phù hợp với những người mà bị thoái hóa sụn khớp, viêm đa khớp, tràn dịch khớp gối và thoái hóa đốt sống cổ lưng như mẹ đấy ạ. Mấy sản phẩm này đều của tập đoàn Kohino nên là mẹ cứ yên tâm sử dụng đi ạ. Mẹ cảm ơn con. Mẹ phải thật khỏe mạnh để còn bê cho vợ chồng con nữa. Như vậy có nghĩa là mẹ sắp lên chức bà nội xịn đấy. Ôi, mừng quá. Linh có bầu từ lúc ở nhà nhưng mà bây giờ mới nói cho con biết. Thế mà không nói với mẹ ngay từ đầu mẹ mừng. Thôi bây giờ mẹ dứt khoát mẹ phải uống chứ, uống để cho khỏe mạnh, có sức để bế trong nội chứ. Của bà ngoan nhá, đợi ngủ ngày đủ tháng ra đây với bà nhá. Bà, dạo này con thấy thần thái của mẹ tốt hơn hẳn rồi đấy ạ, da dẻ cũng hồng hào hơn trước. Cũng nhờ viên uống ngủ ngon GABA của con và viên uống xương khớp Gosamin của tập đoàn Kohino mà hai đứa mua tặng mẹ đấy. Trộm vía bây giờ tối nào mẹ cũng ngủ sâu giấc, ngủ ngon, sáng dậy tỉnh táo tinh thần, sảng khoái lắm. Mà xương khớp của mẹ cũng trơn tru này. Đấy,
không lạo xạo như mọi khi nữa con ạ. Tốt quá mẹ nhờ. Ừ, cảm ơn hai đứa.